vui lá nó chỉ thôi đổi, nó như lá làm biển. Chào tất cả anh em nhé. Anh em tôi đã có mặt tại vườn cây của anh Thành. Mà chắc cách đây hơn 2 năm rồi chung một sai đã ghé đây. Và hôm nay là cũng có nhân dịp các anh trong hội sinh vật cảnh cũng như là bọt sai chính hiệu rồi, tám còi chung hói có ghé vườn cây của anh Thành đây thì chung một sai sẽ cố gắng chia sẻ tới tất cả anh em đam mê. Thực ra là chào anh Thành nhá. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Đúng cây rồi. Trong những tác phẩm dưới mà Trung Mô Sai muốn chia sẻ với anh em là cách đây hơn 2 năm rồi mình quay lại. Nhưng mà cây dưới này thì chắc giá trị của nó bây giờ nó khác xưa khá là nhiều rồi. Nếu các bác chú ý xem lại video thì quá là nhanh. Anh Thành là một trong những người tạo tác tác phẩm dưới nó u cục như thế này. Đẹp. Cái này mà bỏ vào anh Chiến, vườn anh Chiến bộ ba cái đuối thì đẹp quá. Anh Tám nhờ. Anh Thành ơi. Anh Thành. Không có nước lôi đâu mà em uống nhiều rồi. Muốn tham khảo thì không biết là tác phẩm này anh giờ không biết là có nhiều đạn không anh. Còn em thì được là đi là cứ muốn hỏi giá nó cũng cái này để... là cái anh cũng thích để chơi. Và nhưng mà anh em thích thì đến đây mình đàm phán cho nó thực tế. À đấy nhá. Đấy thì anh Thành cũng đã nói rồi thì ra tác phẩm này là một trong những tác phẩm cũng khá là quý đối với anh đúng không? Thì thôi thì cứ bác nào có duyên, hợp duyên và đúng nhã ý thì ta ngồi ra bàn thì dễ hơn. Chia sẻ với anh em đây là lòng dưới lá nhỏ. Đấy. Đẹp. Cũng được làm theo form dáng của người. Đấy. Form dáng não thì đúng hơn nhưng mà nhìn như con rồng. Cái này nhìn ngoài sướng hơn. Này, nói về độ bệt của nó nhá, cũng như là lu cây. Đấy. Chia sẻ với anh em. Khá tiền này. Nhưng thôi nó có giá của nó cả. Để tiếp tục vào bên trong kia. Mày thì đến vườn cây của anh Thành đây thì cũng biết là có cái độ thay đổi cũng khá là nhiều so với trước đây 2 năm Trung Mô Sai quay lại. Đấy. Trung Mô Sai đã đến đây cách đây hơn 2 năm rồi. Nhưng mà sự thay đổi của nó thì cũng khá là nhiều. Đặc biệt là những cái tác phẩm anh được hoàn thiện đây. Úi giời ơi. Cốt xanh năm điền. Chút xuống đây, vào. Rồi. Không sao cả anh ạ, mình vẫn có thể giật lại được mà. Đây là tác phẩm sung mà anh Trung anh cũng hôm nay có 3 chung thôi chứ không phải là 1 chung ở đây. Cái sung không, cái sung nó quái, nó khác. Nhiều tiền đúng không anh? Con sung đúng bụng nhiều tiền. Đấy, cụ si đấy. Bách hành ra vài hành hàn đây. Không sao cả. Si thì em nói thật là không nên chia. Nó càng cháy càng vén càng đẹp. Đây là một trong cây si cổ. Cũng hay đấy nhỉ. Chuyển. Là dây chuyển nước như này. À. Kỹ đến mức độ như thế đấy. Kỹ kìa, túi nước. Rồi rồi, ok. Nhưng mà nó khỏe rồi, khỏe. Cái này có gì mà phải chuyên. Xì si em thật anh, nó không như xanh. À, cây xì cổ đó. Cây xì cổ thật cái này. Sụn quá, cây quá sụn rồi. Em nghĩ anh cũng là kỹ đấy, cây này mà vẫn đang còn phải tiếp sức tiếp nó. Xì si nó khỏe mà. Cứ bảo nó yếu quá. À vâng. Đào khai thác về. Đi chưa vâng. Vườn nào. Đào khai thác về xong rồi thả nước, tức là để nắng qua mình lại về. Cây nào cứ hỏi. Vâng. Ông này căn bản là ông mới chơi cây mà ông vào đâu nhiều nên ông cũng biết định hình cây kiểu gì nên cứ thích là ông ấy thôi, cứ thích thì cứ phải hỏi thôi chứ còn. Thích thì hỏi. Đúng không? Thì giao lưu và
người ta cũng chưa nhận thức được cây Nam Điền hay cây Thành Quê nên được. Và em nói là cái anh Trung Hói này này. Đúng rồi. Ở trên đây là phải nói chuẩn đó. Đúng rồi, phải nói chuẩn đó. Cái Thành ơi, cái này nhiều tiền không? Thì cũng tham khảo một số cây cho anh em. 3-5 triệu à? 2-5 triệu. Đó, đấy là cái cũng anh Thành anh mở lời để cho tất cả anh em. Cái phôi bên này nhiều tiền không anh? Cái phôi bên này này. Này á? Vâng. Bên này 3 lần. 3 năm triệu. Đấy. Ở đây là một trong cái phôi. Có con nước ra, còn nước uống này. Ở trong nhà kẻ trong bãi. Cứ để đây thôi. Ai uống cũng vừa uống dưới cho anh đồng mà. Nhưng mà giờ như nắng thì không có đâu vậy anh ạ. Trọng đêm. Có cây là không có cây gì không? Anh Hiệu ơi, mua cái này về cho đủ độ đấy anh Hiệu ơi. Cái thiên tuế này, thiên tuế vạn tuế nhỉ, thiên tuế à, đấy, như thế này cơ mà, hàng độc lạ đây này, đúng không? Anh Thành cái này nhiều không anh? 15 triệu, đấy, cái này là dễ mất này, đối với ông kính của Trung Quốc Giai thì là, anh em có số điện thoại ở ngoài cổng rồi, chắc là số... Tám vừa rồi vừa làm mưa làm gió thì thị trường Nga Sơn khổ quá. Nên là lâu lâu mưa có gió tí. Đấy. Con này bao nhiêu tiền anh ơi? Cái nào? Cái đây này. Phôi cắt cắt. Cái trước bảo anh Hiệu là 45 triệu đấy. 45 triệu. Cái phôi già khác. Cái này đóng cái này. Đẹp, cũng lâu lâu rồi. Thế thì hôm nay là cũng cố gắng mục đích như chia sẻ. Đang quay mà phải nói nhỏ nói to nhỉ. Anh Thành ơi, cái này bao nhiêu nhỉ? 65 triệu. Nó cũng là Nam Điền chứ đó. Nam Điền. Thế thì mình cũng cứ hỏi về cho anh em nào mà quan tâm cũng như là Trung Quốc Giai mà có thích thì cũng nó cũng dễ. Đây này, 65 triệu. Một trong những cây nó tương đối hoàn thiện là cắt giật cũng tương đối nhá. Với những tác phẩm như này bây giờ thực ra là nó cũng không nhiều đâu. Bác nào mà thiện chí quan tâm thì ta có số điện thoại ta cứ alo trực tiếp. Thực ra là về đây được cũng để mục đích chia sẻ tới anh em đam mê. Thực ra gần xa đây có cái dịp nắm bắt. Cây sung hai thân ở đây nhiều tiền không anh? Cái này trước bảo là 110 triệu đấy. 110 à? Cái này là quả nó cũng sai rồi chứ anh? Quả cũng nhiều rồi nhưng mà đợt này cắt thì lại... Đợt này anh đang cắt để anh đang chỉnh đồ lại giật một số chi tiết đây. Phải... Vâng, thì ở đây là cái mặt... trăm mười triệu khổ sung này. Đẹp quá cái sung này. Nói anh Thành anh cắt rất nhiều. Khá tuyệt vời nhá. Bác nào mà gọi điện thoại sớm thì còn, tại vì trước đó là anh Khanh này, mình đã có quay rồi, anh Khanh Hải Dương cũng đang sở hữu một cây sung ở đây khá là đẹp. Cây này thì anh nói là quả rất sai nhưng vừa rồi là anh thu lại tiếp tục thu xuống. Thôi thì chúng con sai này đướt vào đây. Đây là cây lộc vương. Cây lúc mua thì chi trắng ra là chi hồng đấy.
À, to nhỏ bên kia thôi, bên này thì đang là tiếp tục chia sẻ đấy nhá. Đấy, tiếp tục đi vào bên trong này thì biết rằng là anh Thành thì sở hữu khá là nhiều chung bonsai sai, thì cũng thì chia sẻ đến đây thôi, còn một số nhà vườn nữa là cần chia sẻ tiếp để gửi tới anh em. Bác nào quan tâm đến tác phẩm nào ở đây thì cứ alo trực tiếp cho anh Thành, số điện thoại ngoài đầu cổng ở đầu clip mà chung bonsai sai cũng đã cho trên rồi, rất dễ rồi. À, mình cũng xin được dừng video đây nhé, hẹn anh em ở những video tiếp theo đi. Nắng quá, nay lên là nao nắng vậy thì sao chịu được. Chia sẻ đến đây thôi, hẹn các bác ở những cái video tiếp theo đi. Bác nào thích cái nhà này này, nhanh tay còn kịp. Đây một cái nhà cũng khá là đẹp, củ này. Anh Hiệu Trương bán một cái nhà đi rồi, giờ anh đang săn nùng. Anh Thành, cái nhà này bao nhiêu tiền anh Thành ơi? Cái nhà đấy á. Vâng. 10 triệu. Đó. Nhà toàn thấy nu u cục không? Mấy anh ở trên này sinh nhiều từ nhiều năm.